lại là một việc hàng của shop quốc tế nữa, và nó rất nhiều đồ, rất to, rất là nặng luôn các bạn. Mình cảm thấy rất là có lỗi với cái tủ quần áo của mình vì bây giờ nó có vẻ là chật cứng rồi các bác ơi. Và hôm nay mình sẽ unbox 6 cái áo này nha. Chiếc đầu tiên cũng là cái mà mình thích nhất, có hai màu trắng và đen. Áo này chất liệu dày dặn, form rộng, mình thấy cực kỳ chất lượng so với giá tiền. Áo này rất là đẹp cho mọi người nên phải size rộng một chút. Mình thấy ok thế này mà vẫn có bạn đánh giá 1 sao nữa. Tội shop này ghê. Thứ hai là một chiếc áo ba lỗ có cổ, dáng kẻ sọc trông kiểu rất là năng động vào mùa hè. Áo này kiểu có chất liệu dệt kim nhưng mà nó lỗ ấy, nên là rất là thoáng. Chiếc thứ ba này cũng thế, trông rất là summer nên là hợp với những chuyến đi du lịch sắp tới của mọi người. Có thể tham khảo liền mấy cái mẫu này nha. Và cũng rất dễ mix đồ nữa chứ nhỉ. Đây là chiếc thứ tư mà mình khá là thích bởi vì nó rất là ôm body nha, xong lại có đẹp nữa. Chất liệu cũng thoáng mát, co giãn tốt. Nói chung cái này khá là ưng. Mà mấy cái mẫu này của mình giá cực rẻ, như kiểu là shop này đang muốn kích cầu mua hàng ấy. Thứ năm là một chiếc áo basic thôi nhưng mà mình thấy rất là cần trong tủ đồ. Tất cả mình đều hài lòng trừ chiếc cuối cùng, nói chung là nó hơi thất vọng một chút xíu thôi, chứ còn để mà nói giá cả và mua thì cũng được. Bye bye. Hôm nay thì chúng mình sẽ unbox 2 cái áo của Lovito nha. 2 cái áo này cực kỳ hợp với mùa hè luôn. Phải nói là năm nay những cái áo và những cái chi tiết của Lovito mình thấy rất là ok. Chất liệu cũng thế, ok hơn so với ngày xưa nha. Mặc dù giá thành thì nó sẽ cao hơn ngày xưa đấy. Mình có một cái áo 2 dây với họa tiết hoa nhí này, và một chiếc áo kiểu baby xinh cực. Sorry các bác nha, hôm nay tôi không để ý nên ánh sáng nó bị sáng quá. Mà mình để ý nhá, cứ đến mùa hè là những sản phẩm của Lovito được mọi người quan tâm cực. Ví dụ như video trước chẳng hạn. Đầu tiên là một áo dây cổ vuông có thêu cái họa tiết trông khá là xinh. Áo này sẽ có size từ XS cho đến tận L cơ. Xui cho mình là hôm đấy mình đặt thì hết XS rồi nên là mình phải mặc size S thì có hơi rộng. Và điều quan trọng là mình lại có cái voucher giảm đến 70% nên các bạn có thể add tao để mà được mua với giá cực hời nha. Chiếc thứ hai là kết hợp giữa chất liệu đũi và cả ren nữa, rất là hợp với không khí của mùa hè, mùa du lịch. Áo sẽ có size từ S cho đến XL, tức là rất là rộng luôn ý. Mọi người tham khảo liền hai mẫu áo này đi nha. Bye bye.